Quý vị thân mến, vụ cháy vào sáng sớm ngày 8 tháng 7 tại ngõ Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đã thiêu rụi căn nhà 6 tầng cùng 3 nạn nhân xấu số. Tại hiện trường, hàng trăm người dân đứng xung quanh theo dõi vụ việc. Lực lượng chức năng cũng căng mình để dập tắt đám cháy, đưa những nạn nhân đã tử vong ra ngoài. Trên gương mặt nhiều người dân không giấu nổi sự bàng hoàng trước sự tàn phá của trận hỏa hoạn. Hiện trường kinh hoàng của vụ cháy nhà 6 tầng làm 3 người tử vong ở Hà Nội. Sáng ngày 8 tháng 7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trên địa bàn quận Đống Đa xảy ra vụ cháy có 3 người mắc kẹt bên trong. Cụ thể, vào khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, tại ngõ Thủ Quan Khâm Thiên Đống Đa, người dân phát hiện ngôi nhà 6 tầng bốc cháy nên báo cảnh sát. Khu vực xảy ra cháy là nhà ở kết hợp với kinh doanh dịch vụ làm đẹp. Nhà hình ống cao 6 tầng, 1 tum, diện tích khoảng 60m², chiều rộng khoảng 2,5m, chiều dài khoảng 24m, kết cấu bê tông cốt thép. Ngay sau khi nhận được tin báo, nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ của Công an quận Đống Đa, Hai Bà Trưng, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn khu vực số 2 đã tới hiện trường. Do ngõ nhỏ, xe chữa cháy phải đậu từ xa, dân ống nước vào dập lửa. Ngôi nhà chỉ có một mặt tiền với phần cửa sổ bằng kính, có khung sắt. Cảnh sát phải phá cửa sổ để tiếp cận và tìm kiếm nạn nhân. Gần 9 giờ sáng, khói đen vẫn bốc lên nghi ngút từ bên trong nhà bị cháy. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy nỗ lực dập lửa. Hai xe cấp cứu cùng nhiều nhân viên y tế được điều động đến hiện trường. Đến 9 giờ 25 phút, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ phải huy động thêm máy nạp khí cỡ lớn và nhiều bình oxy đến hiện trường. Cho đến một tiếng sau, ngọn lửa vẫn chưa hoàn toàn được dập tắt mà vẫn âm ỉ bên trong. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy cho biết, cầu thang từ tầng 2 lên tầng 6 đã bị sập. Trong quá trình chữa cháy, một chiến sĩ bị trượt ngã, được đưa ra ngoài sơ cứu. Tới 10 giờ 35 phút, Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của Cục đến hiện trường phối hợp với lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, chỉ huy công tác chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn. Đến 11 giờ cùng ngày, nạn nhân cuối cùng được đưa ra khỏi căn nhà đã cháy rụi. Công tác chữa cháy tìm kiếm cứu nạn kết thúc. Danh tính các nạn nhân gồm cháu NQM sinh năm 2010, cháu NPU sinh năm 2012 và cháu DTD sinh năm 2004. Theo đó, trong khi xảy ra vụ hỏa hoạn, vợ chồng chủ nhà đi vắng, trong nhà chỉ có hai con nhỏ và cháu họ 19 tuổi ở Hưng Yên lên chơi. Theo người dân, gia đình chủ nhà chuyển đến đây được khoảng 2 năm. Ngôi nhà này xây mới, trước đó cửa hàng neo ở trong con ngõ trên. Người dân xung quanh biết số điện thoại chủ nhà do hay qua đây làm neo. Ngoài ra, hộ này còn kinh doanh buôn bán các mặt hàng làm neo nên bên trong chứa nhiều đồ đạc. Tại hiện trường, khi biết các nạn nhân không qua khỏi, nhiều người rất xót xa. Ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra vụ hỏa hoạn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa khẩn trương thăm hỏi gia đình các nạn nhân, tổ chức khắc phục hậu quả, ổn định tinh thần đời sống nhân dân trong khu vực. Lời kể đầy xót xa của nhân chứng vụ cháy nhà 6 tầng ở Hà Nội khiến 3 người tử vong. Chỉ trong phút chốc, bà hỏa đã thiêu cả ngôi nhà 6 tầng cùng 3 nạn nhân xấu số. Được biết, hai vợ chồng chủ nhân ngôi nhà khi được báo tin đang tức tốc trở về. Nhưng đáng buồn thay, họ lại không thể kịp nhìn mặt những đứa con của mình lần cuối. Thật khó hình dung, nhưng đấng sinh thành sẽ phải tiếp nhận nỗi đau quá lớn này ra sao khi ngay cả những nhân chứng có mặt tại hiện trường cũng không thể nén được xót xa cho những đứa trẻ trong ngôi nhà này. Bên ngoài hiện trường, hàng trăm người dân đứng theo dõi vụ việc. Nhiều cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong quá trình làm nhiệm vụ đã kiệt sức do ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn có nhiều đồ vật là hóa chất làm đẹp, gây khó khăn trong công tác cứu hộ cứu nạn. Anh LTV, hàng xóm của gia đình nạn nhân cho biết, thời điểm xảy ra cháy, bên trong chỉ có 3 người con ở nhà, còn bố mẹ các cháu đang đi vào Vinh, Nghệ An. Sau khi nhận tin dữ, họ đang tức tốc bay về Hà Nội. Là một người dân sống cạnh hiện trường vụ cháy, bà Nguyễn Thị Kim Dung, nhà ở phố Khâm Thiên cho hay. Vào sáng sớm cùng ngày, bà nghe thấy tiếng nhiều người dân đi tập thể dục hô hoán có đám cháy xảy ra trong ngõ Thủ Quan nên chạy ra xem. Thời điểm này, trong nhà có 3 người bị mắc kẹt, trong đó có 2 anh em ruột còn nhỏ tuổi và một người trong họ hàng. Bà Dung chia sẻ, tôi nghe nói trong đó có 2 cháu nhỏ và một người trẻ tuổi, chắc con cháu trong nhà. Thời điểm xảy ra vụ cháy, bố mẹ các cháu đang đi công tác xa nhà. Do không có chìa khóa với chắc hoảng quá nên không biết mở cửa. Trong nhà lại toàn đồ đạc, hóa chất làm đẹp nên đám cháy lan nhanh. Nhiều người dân đi tập thể dục qua đã vội báo công an. Còn ông Nguyễn Chiến Dương, một người dân cho biết,
một số người đi tập thể dục sáng nay phát hiện ra hỏa hoạn đã hô hào, báo hiệu cho gia đình. Tuy nhiên, thời điểm này gia đình đóng kín cửa, các cháu nhỏ không biết cách xử lý nên đám cháy lan sang các tầng trên dữ dội. Ông Dương nói, theo thông tin gia đình, vào thời điểm cháy, có người trong họ hàng và hai cháu nhỏ ở trong nhà. Lực lượng cảnh sát đã phá cửa để tiếp cận hiện trường. Cũng là người đầu tiên chứng kiến sự việc, ông Nguyễn Văn Lộc, 65 tuổi, ở phố Khâm Thiên cho biết, khoảng 5 giờ cùng ngày, ông đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét, tưởng nhà bị cháy nên ông Lộc vội bật dậy. Tuy nhiên sau đó ông nghe thấy tiếng hô hoán trong ngõ thủ quan thì mới phát hiện ra có nhà cháy ở trong đó. Ông Lộc kể lại, lúc tôi chạy vào thì thấy lửa đã bao trùm ở tầng 5 và tầng 6 ngôi nhà. Khi đó bên dưới cửa bị khóa kín, mọi người cũng không ai thấy tiếng kêu cứu ở trong nhà nữa. Nhiều người sau đó gọi cảnh sát tới, tuy nhiên lúc này lửa đã lan xuống cả tầng 2 của căn nhà 6 tầng. Cũng theo ông Lộc, sau khi tiếp cận hiện trường, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã đập cửa kính tầng 2 thì khói đen bốc lên ngùn ngụt. Khi đó cảnh sát phải phá nhiều lớp cửa kính tại các tầng trên để thoát khói, đồng thời phun nước vào trong nhà để dập lửa. Ông Lộc nói thêm, khói đen khi đó bốc lên ngùn ngụt, khét mù cả một khu vực rộng lớn. Do bên trong nhà có chứa hóa chất nên công tác chữa cháy càng gặp nhiều khó khăn. Là người phát hiện vụ cháy, anh Lê Mạnh Hải cho biết, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, nhiều người đi tập thể dục qua đầu ngõ thổ quan thì thấy khói đen bốc ra từ căn nhà số 12. Anh Hải kể, khi phát hiện ra cháy, chúng tôi đã ra sức chi hô, gọi người trong nhà và các hộ dân lân cận. Nhiều người cố gắng đập cửa cuốn ở tầng 1 để báo hiệu cho người bên trong, nhưng không thấy phản ứng gì, chỉ nghe thấy tiếng nổ lục bụp ở bên trong. Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 2, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, quá trình chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Hạ sĩ Nguyễn Đức Anh kể, do nhiệt độ cao khiến gạch lát cầu thang và lan can bị sụp xuống, khi lực lượng cứu hộ bước lên thì đã bị trượt ngã. Chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng cho biết thêm, dù khó khăn nhưng vì cứu người nên phải cố gắng hết sức, kể cả tiếp cận ngôi nhà đang cháy qua lan can của hộ kế bên. Người này nói thêm, chúng tôi đã phải sử dụng máy cắt thủy lực, cưa và búa đập kính để khói ở bên trong thoát ra được bên ngoài. Dù vậy, mỗi chiến sĩ có trang bị đầy đủ bình thở chuyên dụng, chỉ có thể ở trong hiện trường được 15 phút là phải ra ngoài để thay người khác vào. Trong thời gian chữa cháy, có một cán bộ phòng cháy chữa cháy bị ngã cầu thang, bị chấn thương và được đưa đi cấp cứu sau đó. Còn lại, một số cán bộ chiến sĩ khác cũng bị kiệt sức, chuột rút sau thời gian dài chữa cháy. Vụ hỏa hoạn này khiến không ít người liên tưởng đến vụ cháy khiến cho 4 bà cháu tử vong xảy ra tại căn nhà 4 tầng tại quận Hà Đông ngày 13 tháng 5 vừa qua. Ngọn lửa cũng bùng lên quá nhanh và bao trùm căn nhà cao tầng trong chốc lát. Hậu quả để lại sau những vụ cháy kinh hoàng trên là sự ra đi đầy thương tâm của các nạn nhân, đặc biệt là nạn nhân nhỏ tuổi. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ hỏa hoạn trên là gì. Chúng tôi sẽ cập nhật tới quý vị ngay sau khi có thông tin mới nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.